Đấy, mọi người nhìn thấy con rắn hổ trâu chưa? Đây là mình xác định đây là con hổ trâu mọi người nhé. Đấy, thông qua cái camera này tăng này thì mình có thể phát hiện được nó là con rắn gì. Đấy, như là lằm của con hổ trâu. Đấy, đã bị cái camera của mình phát hiện ra. Quay đầu cơ. Ây, trời nó vừa cắn mình xong. Ui. Mà nhìn xem bên đấy có cái lỗ thông nào không em? Có vật vắt này. Đặt hết rồi. Chào cả mọi người nhé. Thì mình mới phát hiện ra được một cái hang cũng rất là đẹp, cũng có dấu vết của rắn. Thì là anh em mình sẽ đang tìm ở đây để xem là liệu là sẽ có thấy cái con rắn này nó còn ở trong đấy không. Thì đồng thời hôm nay thì ý mình sẽ có một cái bí mật để bật mí với mọi người. Thế kìa, chắc xem từ đầu kia xem. À, thế là thông bên đấy rồi. Đừng như có cả lỗ lên trên này không? À, cái đường nó thì là không. Đây là sao đúng không anh? Được. Đây đúng không? Này, nó đào lỗ thịt đây này. Khả năng nó sẽ thông lên cái lỗ này. Đúng không? Đấy. Đấy. Khả năng là nó sẽ thông lên đấy. Vì là hang chuột. Ui giời. Cũng xem từ cái hang này đi. Ở trên này. Đấy mọi người, thì đây nó là một cái hang chuột. Đấy. Nhưng mà cái vết chân đi của chuột thì bao giờ nó cũng có móng. Thì mình có phát hiện ra một cái vết rắn nó đi vào đây. Thì một là nó có thể ăn con chuột, và đồng thời là nó sẽ sinh sản trong cái mùa này. Nó sẽ dùng cái ổ chuột này để sinh sản luôn, tức là nó sẽ đẻ trứng ra ngoài. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ đào nhé mọi người nhé. Đây mọi người nhé, đây là một cái thiết bị mà mình nghĩ rằng là nó rất hữu ích cho việc đi săn mắt. Đấy. Ở đây nó là một cái camera mini. Đấy, và nó sẽ có cái dây. Đấy, anh cầm này cho. Cái dây này nó rất là dài. Thì như mình đặt thì cái dây này nó dài tầm khoảng 2 mét. Đấy. Thì trên đầu này là một cái camera. Đấy, và dưới đây là một cái màn hình. Đấy, mọi người có thể thấy rất là rõ hàng hốc kia. Như cái máy nội soi anh nhỉ? Như cái nội soi. Nó là camera nội soi luôn. Đấy. Thì mình sẽ dùng cái camera này để mình xoay vào xem là cái con rắn nó đang nằm ở khu vực nào trong cái hang. Đấy, mọi người này. Mình đã xoay được hết. Đấy. Thì mình sẽ dùng nó để mình xoay xem là có dấu vết cũng như con rắn xác định được vị trí con rắn nó đang nằm. Đấy, mọi người thấy chưa? Thế bây giờ mình sẽ anh em mình sẽ đào ra và sẽ thử khi nào gần một đoạn thì mình sẽ lại test tiếp để xem là đây xem là có thấy vị trí của con rắn không. Đấy. Đây nó ngay dưới bờ ao luôn anh nhỉ. Mình nghĩ rằng cái này nó rất là hữu ích mọi người ạ. Rất là hữu ích cho cái việc mà săn bắt của anh em mình. Mình soi còn biết là lỗ nó có sâu không.
nhưng mà nó cục ngay đấy, chúng ta thấy luôn, đỡ phải đào nhiều. Dấu vết nhẵn lắm. Đây. Trên này. Chặn nó, đường đi chặn thế. Khả năng nó sẽ thông cái lỗ kia đấy anh ạ. Đấy, từ đấy là đang đào đào nó phi lên trên đấy. Cái lỗ này ta không kịp đâu. Rồi nhưng mà khả năng là nó cũng... nó sẽ thông lên trên đấy. Anh nghĩ là nó sẽ thông đấy. Sâu lắm anh ạ. Này, hàng sâu lắm. Ui giời. Sâu lắm. Chắc là nó xuống dưới đấy rồi, nó không xuống dưới đấy. Có thấy màu gì không? Đã, có đấy anh. Ý là mình có thấy được cái gì bên trong không? Có anh. Nét căng luôn. Nét, không thấy cái gì khác lạ. Hình như nó lên thẳng đấy sao anh? Thẳng cái này anh? Ừ. Chắn nó thông lên chỗ đấy á. Em luồn cái dây camera xuống dưới nào. Có thế không? Chưa thấy anh ạ. Nhìn một con nét không? Nét anh ạ. À, anh nhìn thử đây. Trong túi không nét đâu. Ừ. Ấn xuống cho xuống nữa đi. Đây mọi người này, đấy. Từ nhấc tí thôi. Xoay nó đi. Ui, nét lắm. Sâu rồi. Đấy. Ok. Nhấc cái sao. Mình đoán là nó sẽ lên di chuyển. Thì tạo là ngay đây nó có ngách nhóc như thế này. Ui dồi, lỗ này to thế. Nó không, cái nào có ngách không? Ngách thì em nghĩ là nó ăn lên trên này. Không phải, nó vẫn có ngách đấy. Đây, nhẵn thín này. Chào tất cả mọi người nhé. Trên tay mình đây là miếng cao rán hổ mang, một cái sản phẩm đặc biệt của tem Sa Mát Ẩm thực vùng cao. Thì cao rán hổ mang có công dụng đặc trị các bệnh liên quan đến xương khớp, ví dụ như các bệnh liên quan đến xương khớp là vôi hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, tổn thương các khớp, vôi hóa cái đốt sống lưng, sống cổ, đau nhức vai gáy, tê bì tay chân, phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy. Cao rán hổ mang có công dụng về cải thiện cái chức năng sinh lý của nam giới. Đây là cái giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh. Đấy. Đây mọi người nhé, giấy đăng ký kinh doanh. Đây là cái giấy an toàn, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy mọi người. Kết quả báo cáo, kết quả phân tích. Đấy, mẫu là cao rán hổ mang. Đấy mọi người nhé. Đấy. Cái này là cái mẫu cái giấy chứng nhận cho cái kiểm định cũng như là cái kết quả của bên an toàn vệ sinh thực phẩm đã đóng dấu cho mình. Đấy. Trên cao rắn những cái thành phần nào thì nó sẽ có hết ở đây. Đấy, mọi người nhé, nó đủ điều kiện để người ta sẽ cấp cho mình một cái giấy chứng nhận là an toàn vệ sinh thực phẩm. Nắng không phải thuận thông sang bên này ấy. Anh thử bới vào sang bên này. Một hướng lên trên này, một hướng lên trên
lên trên này đúng không anh? Ừ. Trên này thì khả năng lên này. Chắc là cái mũ này anh ơi. Lỗ thật đấy. Đây có. Đây để có chứ. Lỗ thì to. Đào đi. Đào rộng anh. Chỗ này dốc dốc này là nó khó đứng. Ấy, lỗ thằng đấy. Bên này thì có chỉ còn một lỗ đi thẳng. Một lỗ thông thẳng lên trên. Một lỗ thẳng vào đây. Thẳng trên này. Đúng không? Vâng, đây. Anh ạ, khả năng là cái lỗ này nhá. Thằng đấy cũng lỗ rồi. Thằng trườn trượt lắm. Để đi xem. Chuột xong. Ừ. Chuột sâu lắm đấy. Em nên xoay thẳng lỗ xuống đây. Thằng đang nghe nói. Máy đâu? Máy xoay trên đấy à? Đây đây, để trên kia. Thôi từ trên này nhé anh nhé. Ừ. Màn hình nó còn sáng không? Sáng nhỉ. Được chưa? Chưa anh ạ. Cái đút đi nha. Anh thấy đất dưới dưới này đấy, đút nữa đi. Kì chưa? Kì chưa anh ạ. Xem được cái màn hình có thấy không? Ui, mẹ trong này nó còn rộng lắm. Đào, bỏ ra xem. Xong rồi ngon chia 5,7 rồi. Sâu. Sâu lắm. Một cái lên trên, một cái vẫn thẳng vào trong. Ui dồi, ui dồi. Đưa đưa đưa, cho anh. Đưa đưa đưa. Đưa xem. Nó ngủ à cơ? Hả? Anh sợ thì nói chưa? Hình như anh sợ thì nói sao? Đây đây. Thế rồi anh. Đây đây. À, ui giời, to. Nha. Thấy chưa? To đúng nha. Một luôn. Thấy chưa? Ui giời. Đây này. Đấy. Đây. Con này to nha. Ê, mọi người nhìn thấy rõ chưa? Lắm. À. Ui. Đấy. Sợt sợt sợt. Đấy, mọi người nhìn thấy con rắn hổ trâu chưa? Đây là mình xác định đây là con hổ trâu mọi người nhé. Đấy. Thông qua cái camera này. Nó tăng này. Thì mình có thể phát hiện được nó là con rắn gì. Đấy. Con tránh đúng không anh nhỉ? Ừ. Thấy bây giờ là biết con này con hổ trâu rồi. Đấy mọi người thấy cái tác dụng của cái camera mini này chưa? Đấy. Khi để cho mà anh em mình đi săn ấy, tránh cái tình trạng cứ móc mói vào bên trong. Đấy, tránh trường hợp bị không may bị cắn.
thì mình sẽ có một cái phương án là mình sẽ cho máy camera vào xoay trước. Đấy, khi phát hiện thấy con rắn thì là mình sẽ biết được, phân biệt được loài rắn gì. Đồng thời anh em mình cũng nhờ qua camera có thể soi được cái vết bò trườn ở trong hang ấy, để định vị xem là con rắn nó sẽ đi hướng nào. Đấy. À, thấy rồi, thấy hang rồi. Có rắn bên trong rồi. Nhưng mà nét anh nhỉ? Đây à? Nét luôn. Nó nằm đây à? Thấy luôn này. À. Thấy chưa? Đấy, mọi người ha. Út, con gì này? Con chuột, 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 chuột. Chuột, phi, nó chốc kia ta. Tưởng còn rá cơ. Úi dồi. Đây, mọi người hãy nhìn thấy con hổ trâu chưa? À. Đây, là nơi ở lăm của con hổ trâu. Đấy, đã bị cái camera của mình phát hiện ra. Đây, camera này. Đấy mọi người ạ, thì nó là một con hổ trâu, chứ không phải là hổ mang. Thì mình có thể cho tay vào mình bắt trực tiếp luôn. Bắt luôn. Con này khá ok đấy. To không anh? To. To, con này nhìn cũng to mà. Úi giời, mồm. Quay đầu cơ. Ừ. Ây. Trời ơi. Úi, khéo. Cắn gớm. Đây. Mọi người. Nó cắn phát chảy máu ngay. Đây. Mọi người nhìn thấy rõ nó chưa? Nó vừa cắn mình xong. Đấy. Ôi giời. Ui. Đấy, một con hổ trâu rất đẹp cả nhà nhé. Ê, cái mồm đó. Ôi, mồm quay đầu. Hả? Cầm cầm ấy. Ui giời, ui giời. Phi luôn. Ui dữ vãi. Cớm nhỉ. Mổ luôn. À. Đây mọi người nhá. Hổ trâu. To vết gì anh nhỉ? Đấy, thông qua cái camera mini thì mình đã phát hiện đấy, cái vết đi thì nó là một con hổ trâu mọi người. Một con hổ trâu rất là đẹp. Đấy. À. Trâu rất là siêu VIP nhé cả nhà nhé. Đi. Đấy. À, phi. Đưa anh cái camera anh. Đấy anh nói. Cho mọi người xem cái hữu ích. Đấy. Mọi người thấy chưa? Đấy, tức là một cái camera mini thì để tiện cho công việc anh em mình đi săn bắt mọi người nhé. Đấy. Đấy. Này rất là hùng dữ nhỉ. Đẹp lừ luôn. Cái này thì nó không phải là máy dò rắn mọi người nhé. Nó không phải là máy dò rắn gì cả, nó chỉ là một cái camera mini để mình soi trong hang con rắn. Đấy. À, mắt thường mình không quan sát được thì mình sẽ soi. Đấy mọi người, rất đẹp. Bóng rồi. Đấy, được, được, được. À. Nhanh lắm. Đấy, túi cho em ơi. Nó cắn mình đã chảy máu luôn mọi người. Chảy máu rồi đây. Đấy mọi người nhá. Thì mọi người xem video thì nhớ like lên cái kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team săn bắt ẩm thực vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá.